Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tóm tắt phim khờ. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một bộ phim tình cảm lãng mạn, đó là chuyện tình giữa một anh chàng lính thủy đánh bộ lực lưỡng và một bà mẹ đơn thân vô cùng xinh đẹp. Tình yêu của họ có gặp phải trở ngại gì hay không? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này nhé. Nam chính của chúng ta là một lính thủy đánh bộ. Chàng trai này vừa nghỉ ngơi sau trận chiến căng thẳng, bỗng nhìn thấy phía trước có một tia sáng chiếu đến. Anh tiến lại gần và nhặt nó lên, hóa ra đó là bức ảnh của một cô gái xinh đẹp, đi vừa cất tấm hình vào túi áo thì đột nhiên một quả bom rơi xuống chỗ anh. Lúc tỉnh lại anh mới biết rằng cả tiểu đội đều đã hy sinh và chỉ còn lại mình anh sống sót một vị trung sĩ cầm lấy tấm ảnh trả lại cho anh nhưng trước kịp nói rằng không phải của mình thì người đó đã quay đi rồi sau đó logan vẫn hy vọng có thể trả lại tấm ảnh về cho chủ nhân anh đã dò hỏi rất nhiều người nhưng không ai nhận lại trước lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng đồng đội đều nói tấm ảnh này chính là bùa may mắn của anh nếu có thể an toàn trở về logan phải tới cảm ơn cô gái đó nhưng còn chưa kịp dứt lời một quả bom đã rơi xuống ngay cạnh xe của bọn họ không ngờ được logan lại một lần nữa may mắn sống sót Cô gái trong tấm ảnh dường như là quý nhân của anh, hết lần này đến lần khác bảo vệ anh thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi anh xuất ngũ, Logan trở về nhà của chị gái mình, anh khao khát hưởng thụ một cuộc sống bình yên, nhưng bản thân đã lâu ngày chiến đấu trên chiến trường khốc liệt, anh vẫn bị những ký ức ấy đeo bám, điều này khiến Logan vô cùng đau khổ. Chị của anh chàng còn khuyên bảo em mình nên đến chơi nhà đồng đội cũ, nhưng chị đâu biết được rằng, đồng đội của em mình đã hy sinh hết rồi. Cuộc sống không có mệnh lệnh khiến Logan dần mất phương hướng, vì vậy anh phải tìm ra được lẽ sống cho đời mình. Logan quyết định phải tìm được cô gái ở trong bức ảnh hy vọng có thể tìm được quý nhân của mình cứ như vậy logan đã đi qua rất nhiều thành phố và quả nhiên trời không phụ người có tâm cuối cùng tại một quán bar anh đã tình cờ biết được thông tin về cô người con gái ấy tên là lisa hiện đang mở một trang trại huấn luyện thú cưng tại vùng ngoại ô logan nghe xong vô cùng phấn khích vội chạy đến cuối cùng anh cũng gặp được cô gái bấy lâu nay chờ mong nhưng anh chàng còn chưa kịp mở lời lisa liền nghĩ rằng logan tới đây để xin việc hai người trò chuyện với nhau một hồi anh chàng nói rằng trước đây mình từng là lính thủy đánh bộ lúc nghe tới đây cô bị đứng hình mất vài giây chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với cô trong quá khứ rồi. Lisa còn biết được Logan đã vượt 1.500 km để tới đây xin việc. Cô liền cảm thấy người đàn ông này có chút đáng nghi. Vậy nên Lisa đành nhờ bà của mình để đuổi anh đi. Nhưng trái lại, bà nội lại cảm thấy Logan là một người rất đàng hoàng. Nên đã thay cháu gái nhận anh vào làm việc. Cứ như vậy, Logan quyết định ở lại đây và bắt đầu công việc mới. Sáng sớm hôm sau, Logan làm việc vô cùng chăm chỉ. Chỉ trong vài ngày, anh chàng cũng đã làm quen với công việc. Căn nhà bị hỏng cũng đã được tu dưỡng và bảo trì. Chiếc xe lâu ngày vào tay anh đã hoạt động lại bình thường bà nội vô cùng vui vẻ nói với cháu rằng quyết định giữ Logan ở lại làm việc thật đúng đắn. Nhưng Lisa vẫn cảm thấy nên đề phòng anh chàng này, bởi cô không biết mục đích Logan tới đây để làm gì. Cộng với việc nhiều lần bắt gặp anh đứng thơ thẩn nhìn mình, điều này cũng khiến cô không khỏi nghi ngờ. Sau một khoảng thời gian, con trai Lisa cũng trở nên thân thiết với Logan, hỏi rằng chú có muốn ăn cùng gia đình mình không? Sau đó hai người còn cùng nhau chơi cờ rất vui vẻ. Trông thấy con trai và Logan rất hợp nhau, Lisa cũng bắt đầu có cảm tình với anh chàng này. Trước khi đi khỏi, Logan định sẽ nói ra lý do mình tới đây, nhưng đứng trước mặt người con gái ấy, anh lại không biết nên biểu đạt thế nào. Hôm sau, sau khi Lisa và bà nội Tảo Mộ trở về, cô ngồi im lặng trong vườn, sau đó kích động đập phá một cách điên cuồng, chốt mọi nỗi đau vào hoa cỏ trong vườn. Lúc này Logan đã chứng kiến tất cả, anh chàng liền đi tới an ủi cô. Thì ra em trai Lisa cũng là một thành viên của đội lính thủy đánh bộ, nửa năm trước, em trai cô đã hy sinh trên chiến trường, nhưng quân đội lại không nói rõ nguyên nhân tử vong, còn có tin đồn, có thể em trai cô đã bị đồng đội hãm hại. Hai chị em luôn yêu thương nhau, mỗi lần nhớ tới em trai thì những hình ảnh hai chị em chung sống hạnh phúc trước đây lại ùa về điều này khiến cô vô cùng đau khổ logan nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hy vọng giúp cô vượt qua được cảm giác lúc này cứ như vậy logan dần trở thành một thành viên trong gia đình sự có mặt của anh đã phần nào khỏa lấp hình bóng của người em trai giúp cho gia đình của cô một lần nữa trọn vẹn nhưng rồi một hôm chồng cũ của lisa là kết tới đón con trai họ sẽ cùng nhau tham gia trận đấu bóng chảy khi trở về trông thấy cậu con trai đã bị thương lisa quay sang bắt gặp biểu cảm thờ ơ của chồng cũ liền tỏ thái độ vô cùng tức giận sau đó hai người liền nổ ra một cuộc tranh cãi lớn lúc này logan không nhịn được bảo hắn bỏ tay lisa ra từ ánh mắt của kết có thể nhìn ra hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này sau khi chồng cũ đã rời khỏi logan hỏi lisa tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy lisa nói chồng cũ của cô là một cảnh sát quan hệ của hắn rất rộng lớn và cô không muốn mất đi quyền nuôi con vậy nên chỉ cần có con trai ở bên thì những thứ khác cô đều không quan tâm sau khi nghe xong anh liền cảm thấy mình can thiệp hơi sâu vào cuộc sống của cô anh thất vọng nói tôi chỉ muốn chắc chắn là cô vẫn ổn nói xong anh liền quay đầu rời đi lúc này lisa cũng cảm nhận được sự quan tâm của logan dành cho mình ngắm nhìn tấm ảnh của con trai cô muốn cho bản thân một cơ hội nghĩ xong liền chạy ra khỏi cửa nói với logan hẹn anh chàng cùng nhau đi ăn một bữa tôi đến hai người đến một nhà hàng bên hồ đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò càng nói chuyện càng cảm thấy tâm đầu ý hợp bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên nóng bỏng sau đó bọn họ lái xe tới trước cửa nhà logan và lúc hai người họ chuẩn bị vào nhà vui vẻ một đêm một chiếc xe cảnh sát bất ngờ đi tới kêu lisa phải về nhà sớm rõ ràng đây là chiêu trò của chồng cũ vậy là buổi hẹn hò hôm đó của họ đã không thể kết thúc trọn vẹn ngày hôm sau lisa đứng bên cửa sổ với ánh mắt đờ đẫn say sưa ngắm nhìn người đàn ông lực lưỡng đang giữa hàng trong đầu cô tràn ngập những hình ảnh nóng bỏng bà nội thấy vậy liền nhắc nhở còn rửa nữa là vợ đó lisa lúc này mới bừng tỉnh ngại ngùng rời đi những ngày tháng sau đó hai người rất vui vẻ bên nhau trải qua khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật của con trai lisa logan luôn bên cạnh cô với ánh mắt không rời việc này làm kết cảm thấy khó chịu hắn ta uy hiếp lisa phải đoạn tuyệt quan hệ với logan nếu không sẽ cướp đi quyền nuôi con của cô lisa biết rằng hắn nói được làm được nên không còn cách nào khác cô quyết định rời xa logan sau khi lisa nói ra suy nghĩ của mình với anh logan cũng chỉ biết lẳng lặng quay đầu bỏ đi ở trong nhà bà nội nói rằng chẳng lẽ cháu muốn bị hắn uy hiếp cả đời hả câu nói này của bà khiến cô chìm vào dòng suy nghĩ những năm qua cô đã quá yếu đuối nhìn con trai đang ngủ say lisa đã có quyết định cho riêng mình hôm sau cô tới gặp chồng cũ của mình thẳng thắn kêu hắn đừng đến làm phiền cuộc sống của cô nữa nếu muốn giành quyền nuôi con thì gặp tại tòa nói xong cô tìm tới chỗ ở của logan hai người đã mây mưa vô cùng vui vẻ bên nhau một đêm nồng nhiệt của hai trái tim đang khao khát tình yêu ngày hôm sau thức dậy cô hỏi logan lý do anh tới đây logan tình cảm nói rằng tới để tìm em cô nàng cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có nhưng bên này có người bất mãn không vui chồng cũ đã phát hiện xe của cô đỗ ngoài cửa kết bắt đầu điều tra lai lịch của anh chàng đáng ngờ này từ người bạn trong quán bar hắn biết chuyện logan từng cầm bức ảnh đến tìm lisa và thế là hắn đã tự tưởng tượng ra một câu chuyện vô cùng đặc sắc nhân lúc Logan không ở nhà, hắn lẻn trộm vào và lén lấy đi bức ảnh đó. Sau đó đến nói với Lisa, tên lính thủy đánh bộ kia vì muốn chuộc tội mới tới đây. Lisa lúc này đã nhận ra bức ảnh trước đây mình đưa cho em trai. Tên chồng cũ bên cạnh thì không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Ở bên này, Logan thấy tấm ảnh đã bị mất liền tìm đến nhà Lisa. Cô không ngừng chất vấn anh tấm ảnh này lấy từ đâu. Logan đánh nói ra mục đích mình đến đây, rằng mình đã nhặt được nó ở chiến trường và nó đã giúp anh rất nhiều lần trong những thời khắc nguy hiểm. Vì vậy anh tự hứa với bản thân, nếu như anh sống sót trở về, nhất định sẽ đi tìm cô gái đó nhưng những lời này sao có thể tin được chứ chẳng có người nào tâm thần đến nỗi vì một người không quen biết mà vượt qua một nghìn năm trăm km chỉ để nói một câu cảm ơn lisa nhất định không cho anh cơ hội giải thích cô đau khổ kêu logan rời khỏi nơi này cậu con trai trốn sau cánh cửa đã nghe được cuộc đối thoại của hai người thấy logan đang dần rời đi liền chạy tới tặng anh một cuốn sách lúc về phòng thu dọn đồ đạc anh vô tình trông thấy một tấm ảnh kẹp giữa quyển sách lúc này logan mới biết được mặt của em trai lisa trước khi đi anh muốn nói rõ nguyên nhân cái chết của em trai cô trong khi đó, kết lúc này cũng tới nhà tìm Lisa, còn nói bản thân rất nhớ nơi đây, khao khát được quay lại bên cô. nhưng Lisa đã rất khoát từ chối. thấy phương pháp mềm mỏng không hiệu quả, hắn liền lộ rõ bản chất thật, đe dọa rằng sẽ mang con trai đi. cậu con trai ở phòng bên nghe thấy thì sợ hãi bỏ chạy. trong cơn mưa bão, cậu chạy tới một cây cầu treo vô cùng mỏng manh, bên dưới là dòng nước chảy cuồn cuộn. kết sợ hãi vội vã muốn mau chóng đưa cậu về, không may làm cây cầu nghiêng sang một bên, càng khiến cậu bé nguy hiểm hơn. và ngay sau đó cây cầu treo dần chìm xuống nước cậu bé sợ hãi nắm chặt sợi dây cuối cùng lúc này kết vội nhảy xuống nước cứu con trai lên nhưng chân của ông ta đã bị kẹp vào cây cầu đúng lúc này logan đã xuất hiện anh vội vàng cứu cậu bé lên trước đúng lúc này cả căn nhà gỗ bỗng sập xuống thế là kết đã qua đời vài ngày sau trước khi rời khỏi đây logan cầm bức ảnh nói với lisa em trai của cô vì cứu đồng đội mà hy sinh còn bản thân logan đã vô tình nhặt được tấm ảnh rơi ra từ người em trai lisa trông thấy cô nàng đang đắm chìm trong đau khổ logan chỉ đành lặng lẽ rời đi trên đường trở về anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình vậy là cuối cùng hai người cũng hạnh phúc sống bên nhau bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau